hội Địa Tạng hay đặc biệt như pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm này, các vị thấy thầy có quên không? Có quên các vị không? Đầu tiên là hồi hướng cho gia tiên cửu hiền thất tổ chúng ta này, sau đến là các Phật tử đã quá vãng an trí nhục tân tại gì? Tại tháp gì? Tháp Bảo Ân. Xong rồi đến gì? Các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ dần phong, những người có công với đất nước. Rồi đến các thai nhi sút sảo, hoạnh tử uổng tử, tức là những thai nhi bị bỏ, bị phá đó. Rồi đến những gì? Đến vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với Phật đều gì? Đều hồi hướng cho họ. Nhân đến những gì? Kẻ thù, những oan gia trái chủ, chủ nợ của chúng ta đều gì? Đều được hồi hướng mà. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.